Cách đây ít phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 cho bà Đào Hồng Lan và ông Nguyễn Văn Thắng. Trao quyết định của Chủ tịch nước cho bà Đào Hồng Lan và ông Nguyễn Văn Thắng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng hai tân bộ trưởng đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó các trọng trách với nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh hiện nay. Trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng nêu rõ, sau hơn 2 năm phòng chống dịch, đất nước ta đang phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh với tinh thần đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết. Đề nghị ngành phối hợp với các bộ ngành sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, khám chữa bệnh, hoàn thiện thể chế và các công việc khác. Còn ngành giao thông vận tải được đầu tư lớn nhất trong các lĩnh vực, nhiệm kỳ này tập trung cho khâu đột phá chiến lược về hạ tầng, trong đó đầu tư nhiều cho giao thông, nên để hoàn thành nhiệm vụ là hết sức nặng nề. Thủ tướng yêu cầu ngành bám sát yêu cầu, tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Nhấn mạnh đảm nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là vinh dự lớn, đồng thời cũng là thách thức không hề nhỏ. Thủ tướng tin tưởng hai tân bộ trưởng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động trong ngành y tế, giao thông, đoàn kết, thống nhất, vững tay chèo, phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực khắc phục những hạn chế tồn tại, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.